Alo, chào anh em. Đây là hai trong năm cái lưỡi anh khách gửi cho mình để mài lại với cắt ngắn này nè. Thì hai cái lưỡi mà mình vừa khoan cái lỗ khác cho nó ngắn lại, giống như cái lưỡi này luôn. Đó, thì anh em thấy cái lỗ trước hồi xưa mình khoan hình tròn ha, tròn ngay tâm đánh bóng. Nhưng mà cái lỗ sau này á, thì anh em thấy mình khoan nè. Đó, nó có cái chiều dài nha anh em, nó có cái chiều dài giống như hình elip đó. Thành thử ra hai bên thành của cái thép á, thì nó rất là dày. Mà cái lỗ thì nó cũng khá là rộng, vì nó có cái độ dài, nhưng nó không tròn. Đó là cái ưu điểm mới. Em thấy hai lưỡi này nhìn nó giống như là siêu mẫu luôn vậy. Nó đều như là sinh đôi vậy. Một cặp nhìn rất là đã. Đó, anh em nhìn cái mũi nè. Mình chùi chùi cho nó ra mấy cái ten. Hai cái lưỡi này thì mình không có mài. Xài sau 1 năm thì nó chưa đến cái thời điểm phải mài nha anh em. Đó. Mình chùi chùi cái mũi thôi. Còn mấy cái lưỡi này là lưỡi 3 4 năm về trước. Đó. Thì mình có mài lại. Cái độ bén nó tầm khoảng 90% thôi nha anh em. Mình mài lại cho nó đảm bảo chăm chăm luôn. Hai cái lưỡi này xưa lắm rồi. Hai lưỡi này chắc là 4 5 5 năm về trước. Lưỡi này chắc là khoảng 3 năm á. Nhìn từ khoảng 3 năm về trước trở lại đây thì rất là hoàn hảo nha anh em. Còn 4 5 năm về trước thì lưỡi nó không đẹp bằng bây giờ. Tay nghề thì nó cũng có cái sự tiến bộ anh em. Mấy cái lưỡi này mình nhìn thì rất là ưng luôn, nhìn rất là đã. Khoái quá anh em ơi. Nhìn rất là mướt mát, sát khí. Nên thấy cái mũi mà nó đụng vô tay là dính nè. Nè, thấy không? Đó, 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 đó nó dính đó. Bén đến như vậy nha anh em. Nè, nó dính gít nè, thấy không? Đó. Đụng là dính. Vậy con cá mà nó ăn sụp nồng rồi đó mà nó dậy á, nó bay lên mặt nước thì cái lưỡi này cái mũi khi mà nó đụng rồi nó vẫn dính vậy nè. Thì chỉ cần mình giật nhẹ cái nó là nó đụng luôn. Đó là ưu thế của cái lưỡi mà nó bén, rất là độc đáo nha anh em. Ok, cảm ơn chào anh em. Ba cái lưỡi này thì chắc là anh khách sẽ cưng cho lắm đây. Ok, chào anh em ha.